Từ sau vụ cháy nghiêm trọng tại quán karaoke số 68 phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy vào tháng 11 năm ngoái, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn toàn thành phố. Đến nay thì đã có 126 quán phải tạm ngưng hoạt động do vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Qua kiểm tra hơn 1.500 quán karaoke, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã xứ phạt hành chính 353 trường hợp với số tiền hơn 870 triệu đồng, tạm đình chỉ 126 cơ sở, Ngoài ra, có 531 quán phải khắc phục và tới cuối năm 2017 sẽ tiếp tục kiểm tra theo đúng quy định mới về điều kiện kinh doanh karaoke. Theo đại diện cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố, các lỗi vi phạm thường gặp của quán karaoke là công trình ở trong ngõ không đảm bảo điều kiện tiếp cận chữa cháy, nguồn nước hạn chế, chuyển đổi công năng từ nhà dân sang, vi phạm bị quảng cáo tấm lớn phía trước ảnh hưởng đến khả năng thoát nạn.